Đi rửa tay bây giờ mà. Xà mai. Ông nắm ra thấy làm á. Ok. Cục. Và sau đây không để mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ vào trận quyết liệt. Vâng, anh chúng ta đứng lên đúng không ạ? Đây đây đang đứng đây. Ai, okay. Đừng có phải ngồi. Trận thuê đổi chúng ta sẽ có hai round. Không hạn chế thời gian. Đúng không? Tôi sẽ ra một tổ hợp. Hoặc là làm cái gì đấy của mình cũng được. Okay. Nói chung là cứ nhảy đi ha. Vâng. Và trận thuê đổi chúng ta giữa hai quốc cư đó là Mạnh Melody và Vương Quốc Cư. Yeah. Sau đây thôi rồi.
và chúng ta đã kết thúc trận final giữa hai quốc thương. Mình xin lỗi, và sau đây sẽ là giao đối quyền. Này mày ơi, chết mẹ ạ. Trong thời gian chờ hội ý của ban giám khảo thì chúng ta cứ đứng im nhá. Mỏi quá. Đỡ không nhiệt mà vẫn không nhiệt. Ôi đùa em. Tạm thời kết quả đây, kết quả nào các bạn biết nhá.